Điều đáng nói, Nguyễn Mạnh Tường là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa chuyên về xương khớp. Không có giấy phép hành nghề thẩm mỹ, nhưng Nguyễn Mạnh Tường vẫn phẫu thuật nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền, 39 tuổi ở phố Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi phát hiện nạn nhân ngừng thở, đối tượng Cường cùng với nhân viên đưa nạn nhân lên ô tô mang ra giữa cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng. Cũng vào hôm qua, ông Nguyễn Ngọc Hiền, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai xác nhận, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường hiện đang công tác tại khoa ngoại của bệnh viện Bạch Mai. Ngoài việc bắt đối tượng Nguyễn Mạnh Tường, công an thành phố Hà Nội cũng bắt khẩn cấp Đào Quang Khánh là nhân viên bảo vệ trung tâm Cát Tường. Với vai trò đồng phạm của Nguyễn Mạnh Tường, Khánh là người đã cùng Tường khiêng xác nạn nhân ném xuống sông Hồng để phi tang. Cơ quan điều tra cũng triệu tập 15 nhân viên thẩm mỹ Cát Tường lên làm việc để điều tra rõ hành vi của những người có liên quan. Được biết, hôm qua ngày 23 tháng 10, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẽ có cuộc gặp với báo chí nhằm cung cấp những thông tin chính xác có liên quan đến bác sĩ Tường.